Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình xin dành thời gian để nói về thuốc Fluconazole, hay gọi là nấm một viên nhé, một viên nấm. Bên trong này nó sẽ có một viên, hộp thì nó sẽ có rất nhiều, một hộp nó như này, hộp nó rất là to, nhưng mà đây mình bỏ ra một viên thôi. Cái nấm một viên này cũng rất nhiều người dùng, mỗi người thậm chí có đến kỳ kinh đã mua một viên đã uống, mặc dù là chả làm sao cả. Đây, một viên này thì hàm lượng 150mg, liều dùng tối đa thì có thể dùng 400 đến 800mg trên một ngày. Còn đối với người bình thường dùng dự phòng thì chỉ dùng một viên thôi, hoặc dùng điều trị nó dùng một viên, dùng tối đa không kéo dài quá 14 ngày các bạn nhé. Thì cái này dùng điều trị nấm Candida và Cryptococcus. Thì hai dòng nấm Candida đấy với Cryptococcus thì là rất là phổ biến rồi. Đây, thì cái điều trị nấm đây này, thuốc này hôm nay thì mình xin nói cái nấm thì mọi người biết rồi đấy, như mình đã nói ấy, điều trị chủ yếu về nấm Candida và Cryptococcus. Còn đâu liều dùng như mình nói thì là dùng kéo dài không quá 14 ngày, nên dùng một ngày một viên hoặc hai viên tùy trường hợp. Còn đâu cái liều mà 400mg đến 800mg một ngày thì đấy là nên các bạn nên đi khám theo chỉ định của bác sĩ, vì cái với đối với dùng liều cao thế thì phải cần sự chỉ định bác sĩ xem là bị ở mức độ nào mới dùng liều đấy. Còn mình xin nói về cái vấn đề là thuốc này có dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú hay không. Thì cái với phụ nữ có thai thì hiện tại thì dùng liều thấp dưới 400mg trên ngày thì chưa tìm thấy trường hợp gây ảnh hưởng thai nhi, nhưng mà liều 400 đến 800 thì đã ghi nhận trường hợp đấy rồi. Vậy nên là cực kỳ thận trọng dùng cho phụ có thai. Còn đối với cái dòng Fluconazole này, nó lại thải qua sữa mẹ rất là nhiều, nó tương tự như trong huyết tương trong máu luôn. Vậy nên là Fluconazole này không dùng cho phụ nữ cho con bú nhé, thải trừ qua sữa mẹ rất là nhiều, vậy nên là sẽ không dùng cho phụ nữ cho con bú, các bạn lưu ý nhé. Còn đối với những các bạn mà đang mang bầu nhé, mà bị nấm thì các bạn có thể dùng những viên đặc phụ khoa, nhưng nhớ nhé, đặc là phải lấy viên đặc trứng nhé. Dòng đặc trứng thì sẽ đặt được cho phụ nữ có thai nhé. Còn những cái dòng đặc viên nén, viên đạn để ngăn mát tủ lạnh, những viên nén mọi cái là không đặt cho bà bầu nhé. Có dòng đặc trứng nhé, dòng đặc trứng thì sẽ dùng được cho bà bầu, nên các bạn hết sức lưu ý nhé. Còn cái này đó, như mình nói, liều 400-800 thì phụ nữ có thai dùng đã có sự ảnh hưởng rồi. Vậy nên là chúng ta tốt nhất hơn hết là không dùng thuốc này. Và phụ nữ cho bú thì cái này cũng không dùng được, vì nó thải trừ qua sữa mẹ rất là nhiều. Vậy nên là các bạn lưu ý nhé. Video này mình chỉ nói ngắn gọn để cho các bạn hiểu thôi. Nhớ Fluconazole dùng điều trị nấm Candida và Cryptococcus nhé. Lưu ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.